Ca sĩ Nhật Kim Anh bất ngờ tiết lộ bí mật suýt thành vợ nghệ sĩ Vũ Linh khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Sau sự việc bị trộm đột nhập vào nhà vét sạch tài sản tích góp cả chục năm, ca sĩ Nhật Kim Anh đã trở lại với công việc. Cô cố gắng lấy lại tinh thần để không ảnh hưởng đến công việc chung của mọi người. Mới đây, Nhật Kim Anh vừa khoe ảnh ăn mặc lộng lẫy, trang điểm làm tóc cầu kỳ khi tham dự một sự kiện. Người hâm mộ vui mừng khi giọng ca Tha Người Đừng Hứa đã trở lại cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý hơn cả là khoảnh khắc cô thân mật hôn má nghệ sĩ cải lương Vũ Linh. Nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ, đàn anh chính là thần tượng một thời của mình. Thậm chí, Nhật Kim Anh còn tiết lộ từng muốn cưới ông Hoàng cải lương Hồ Quán vì quá hâm mộ và suýt trở thành vợ của anh khiến khán giả vô cùng thích thú. Thần tượng một thời của em, hồi xưa mê anh ấy kinh khủng khiếp, vợ cải lương nào cũng coi, thậm chí muốn một lần cả chục cuốn băng cải lương về coi suốt đêm, coi rồi tua lại coi nữa, ao ước được cưới anh Vũ Linh luôn mới ghê. Giờ gặp anh bao nhiêu ký ức trào về, anh em ngồi kể chuyện say sưa mà quên luôn công việc, hi hi, hứa hẹn anh em sẽ có một buổi hội ngộ nữa mà, Nhật Kim Anh chia sẻ. Khoảng hơn một năm vừa qua, cái tên Nhật Kim Anh thường xuất hiện trên các diễn đàn, báo chí thông qua các sản phẩm nghệ thuật và cả những câu chuyện đời tư. Hiện tại, cô đã ly hôn với chồng Bửu Lộc và đang trang quyền nuôi con trai. Còn với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, anh là cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt hàng chục năm nay. Nam nghệ sĩ cũng từng được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ bởi giọng hát ngọt ngào, tính cách thân thiện, cởi mở, dễ mến cùng ngoại hình ưa nhìn. Nữ ca sĩ Nhật Kim Anh chia sẻ, hồi anh Vũ Linh còn trẻ phải nói là người hâm mộ xếp cả hàng dài để được xin chữ ký và tặng quà cho anh. Bên cạnh những cô chú lớn tuổi hâm mộ giọng hát của anh thì văn lượng của anh Vũ Linh nhiều vô số kể. Ai cũng mê cái giọng ca ngọt ngào, trong trẻo và cả cái dáng đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn của anh ấy. Thời trẻ anh Linh có rất nhiều người theo đuổi tặng quà, nói chung làm đủ mọi cách để có được trái tim anh Linh. Nhưng anh ấy đi diễn khắp nơi và không cố định một chỗ, nên cũng chẳng dám hứa hẹn điều gì với ai cả. Nữ diễn viên Vua Bánh Mì tiết lộ, tôi cũng là một trong số những cô gái kia. Có một thời gian tôi thầm yêu anh Linh đến say đắm. Có một lần tôi viết cho anh ấy một lá thư bày tỏ tình cảm của mình, rất mong được cưới ảnh làm chồng. Không hiểu sao có một người vừa đẹp trai lại vừa hát hay đến nao lòng đến thế. Nói đến cái này mà các chị thời trước chắc chắn cũng giống mình nè. Một thời gian sau khoảng 2 năm, khi anh Linh về Sài Gòn diễn ở nhà hát lớn, may thay tôi cũng được biểu diễn ở đó. Hồi đó chắc chưa ai biết đến cái tên Nhật Kim Anh đâu. Đây là cơ hội trời cho, tôi mừng lắm. Lúc đứng bên trong cánh gà, tôi lấy hết can đảm để nói chuyện với anh ấy. Cứ nghĩ là ảnh sẽ không trả lời và lơ tôi, vì lúc đó con gái theo ảnh xếp hàng dài tới chợ Bà Chiểu. Thật sự bất ngờ, anh Vũ Linh cười thật tươi và trả lời tôi. Không nghĩ rằng một anh khiếp nổi danh khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh lại gần gũi và dễ thương đến vậy. Anh Linh nói anh có nhận được thư của em, nhưng vì bận di chuyển liên tục và biểu diễn không ngừng nên anh chưa trả lời em được. Anh không hứa hẹn điều gì với bất kỳ ai, tất cả mọi người yêu mến anh đều rất trân quý và cảm ơn. Nhưng bây giờ anh vẫn đang lo cho sự nghiệp. Anh thấy em rất có cốt cách của một người nghệ sĩ sau này. Nếu có điều gì cần giúp đỡ thì cứ nói anh sẽ chỉ cho em nhé cô bé. Nói xong anh ra đi khán đài biểu diễn. Mặc dù rất buồn nhưng tôi đã được anh ấy mở lòng và nói thật lòng mình, đúng bản lĩnh của một người đàn ông tốt. Ngay nhận tin anh Linh mất, lòng tôi suy sụp và đau đớn lắm. Anh ấy bị bệnh mấy năm nay, biết là khó qua nhưng cũng khó chấp nhận được sự thật này. Còn nhớ anh em tôi mới gặp nhau gần đây trên một livestream của tôi, anh Linh còn cất tiếng hát khiến khán giả vô cùng vui mừng. Vậy mà hôm nay anh ấy đã ra đi, hôm rồi lên mộ anh ở nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương để thắp nén nhang, mà lòng tôi thương nhớ anh ấy vô cùng. Mong linh hồn anh được yên nghỉ, kiếp sau vẫn có thể mang lời ca tiếng hát đến với khán giả. Mặc cho đi suốt cuộc đời, diễn khắp năm châu bốn bể, gặp gỡ biết bao nhiêu người, nhưng rốt cuộc cuối đời vẫn không có một gia đình trọn vẹn cho riêng mình. Nhưng dù sao, ông cũng đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật và lo trọn vẹn cho từng người trong nhà. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh một đời yêu thương đùm bọc em và cháu gái. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thương yêu hết mực cô em ruột Trung Chuyên và người cháu gái thiệt thòi. Ông luôn âm thầm hỗ trợ đùm bọc cho em gái Hồng Nhung và cháu gái ca sĩ Hồng Phượng trong cuộc sống. Hồng Phượng sinh ra trong một gia đình có truyền thống cải lương. Cậu của Hồng Phượng là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, một trong những cái tên tuổi nổi tiếng nhất của cải lương thập niên 1990. Mẹ là nghệ sĩ Hồng Nhung, cha là nghệ sĩ Quang Minh và cậu út là nghệ sĩ Tiểu Linh. Tuy nhiên, Hồng Phượng lại chọn cho mình con đường trở thành một ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca. Phượng cũng xuất hiện với vai trò diễn viên trong các bộ phim truyền hình dài tập. Cuộc đời trung kiên của mẹ, nghệ sĩ Hồng Nhung. Nhiều người trong giới cải lương kể lại tuy chỉ hát ở đoàn tỉnh nhưng nghệ sĩ Hồng Nhung có một giọng ca ngọt như mía lùi cùng một nhan sắc lộng lẫy. Tiếng lành của Hồng Nhung vang xa đến mức các cô đào thành phố lúc bấy giờ cũng tìm đến nơi Hồng Nhung diễn để xem thử lời đồn như thế nào. Tuy sở hữu cả tài năng và nhan sắc nhưng cuộc đời của bà lại khá trung chuyên và thiệt thòi. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là kép chính lừng lẫy nhất của cải lương khi ấy. Chưa từng có một kép đẹp nào có khả năng lăn xe cùng lúc nhiều cô đào cải lương như ông. Từ Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ đều thành công nhờ vào đóng cặp với ông.
Tuy nhiên, Vũ Linh lại không thể lăn xe được em gái của mình. Ông từng mang cô về các đoàn hát Sài Gòn để nâng đỡ, nhưng không thể lăn xe em mình được vì khán giả cải lương rất khắt khe. Họ không muốn người thân, anh em cùng trong một gia đình lại đóng cặp, diễn cảnh mùi mộng với nhau. Vậy nên Hồng Nhung dù tài sắc đủ cả nhưng phải cam phận đóng những vai phụ, đào nhì. Không chỉ với sự nghiệp trong cuộc sống riêng, Hồng Nhung cũng không gặp may mắn. Bà làm đám cưới với nghệ sĩ Quang Minh khi hát chung đoàn tỉnh. Tuy nhiên, khi lấy nhau được ít lâu thì Hồng Nhung mới biết được rằng trước đó chồng bà đã có gia đình, tuy là không hôn thú và có con riêng. Khi Hồng Phượng được 2 tuổi cũng là lúc Hồng Nhung quyết định chia tay chồng. Về phần Vũ Linh, dù phản đối cuộc hôn nhân này từ đầu, nhưng vì thương em gái mà ông đành để em theo chồng. Khi cuộc sống hôn nhân đổ vỡ thì chính Vũ Linh đã cưu mang, đưa em gái về để chăm lo cho Hồng Nhung và Hồng Phượng. Thậm chí ông cũng không cho nghệ sĩ Quang Minh chu cấp cho hai mẹ con, mà với nghĩa vụ của một người anh lớn, Vũ Linh cảm thấy mình có trách nhiệm lo toàn bộ cho cháu và em. Sau nhiều biến cố, nghệ sĩ Hồng Nhung quyết định nghỉ hát trên sân khấu cải lương. Thỉnh thoảng bà đi diễn ở những quán nghệ sĩ cho đỡ nhớ nghề và cũng để trang trải cuộc sống, một mình nuôi con. Tuổi thơ nhiều thiệt thòi của Hồng Phượng và sự âm thầm hỗ trợ của cậu Vũ Linh. Cha mẹ đổ vỡ nên tuổi thơ của Hồng Phượng sống trong tình thương của mẹ và gia đình bên ngoài mà thiếu hẳn bóng dáng của người cha. Phượng kể mỗi năm cha đến thăm vài lần. Về phần mẹ, bà luôn dạy tôi phải biết thương cha, không bao giờ cấm cản hai cha con gặp nhau, nhưng không hiểu vì sao lúc nhỏ tôi luôn sợ ông lắm. Khi ông ôm hôn tôi thì tôi luôn khóc thét và cố vùng vẫy thoát ra. Khi trưởng thành thì tôi mới hiểu được, tuy không gần gũi nhiều với ba nhưng ba luôn thương tôi, trong lòng hai cha con luôn có nhau. Khi nói về nghệ sĩ Quang Minh, Hồng Phượng không thể nào quên được câu chuyện lần đầu ông tặng quà cho mình. Khi con gái vào tuổi đôi mươi, ông thấy con không có món nữ trang nào trên người nên ông đã mua tặng Phượng một đôi bông tai và sợi dây chuyền bằng vàng. Ông nói với Phượng, cha sợ một ngày nào đó không còn cơ hội lo cho con nữa. Từ bé đến giờ cha không có chăm sóc được nhiều cho con nên đây là món quà kỷ niệm mà cha muốn phần nào bù đắp cho con. Câu chuyện cảm động này sẽ được Hồng Phượng tái hiện lại trên sân khấu Sao Núi Ngôi đêm thi thứ hai với chủ đề Như Núi Thái Sơn nhân ngày của cha. Đặc biệt chính nghệ sĩ Quang Minh sẽ tái xuất sân khấu để hỗ trợ con gái trong tiết mục Thương Cha, hứa hẹn gây xúc động cho khán giả. Nói về vai trò người cha, Hồng Phượng chia sẻ, tôi hoàn cảnh thiệt thòi từ nhỏ nhưng có lẽ ông trời lấy mất của mình cái này thì lại ban cho cái khác. Khi đủ tuổi trưởng thành, Phượng mới cảm thấy mình có tận 3 người cha. Ngoài cha ruột thì mẹ là người cha thứ hai, vừa phải đóng cả hai vai trò, vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi dạy con. Phượng kể, hồi nhỏ Phượng rất quấn mẹ. Khi mẹ đi hát, cô con gái nhỏ luôn đòi đi theo mà không chịu ở nhà. Nghỉ hè là Phượng rất vui sướng vì được theo mẹ đi diễn ở các tỉnh miền Tây. Một lần bà đi lưu diễn ở Hà Nội một tuần lễ là Hồng Phượng ở nhà bị bệnh đúng 7 ngày liền. Đến khi mẹ về chăm thì mới khỏi. Vốn tính nhu mì nhưng để hoàn thành tốt hai vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ, bà trở nên cứng rắn hơn để dạy dỗ thật tốt của con gái tuy hiền nhưng cũng khá bướng bỉnh. Người cha thứ ba mà Hồng Phượng luôn cảm thấy biết ơn chính là cậu Nông Vũ Linh. Ông đã lo lắng cho Phượng từ nhỏ, chu cấp cho hai mẹ con. Khi Hồng Phượng được 6 tuổi, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã bắt em gái ở nhà chăm con mà không cho đi hát. Vũ Linh bảo Hồng Nhung không cần kiếm tiền, ông sẽ lo chu đáo hết, chỉ cần cô ở nhà chăm sóc Hồng Phượng. Có một thời gian dài, Hồng Phượng sống với cậu Năm ở nhà của ông. Phượng chia sẻ, cậu vô cùng khó tính, nghiêm khắc cả trong nghề nghiệp và gia đình. Tuy vậy, tôi biết cậu thương yêu hai mẹ con tôi nhiều lắm. Những điều cậu khó cũng chỉ vì muốn tôi trưởng thành, cứng cáp khi đương đầu với cuộc sống thôi. Tuy là con nhà nòi nhưng từ trước đến nay, Hồng Phượng luôn tự đi trên đôi chân của mình mà không dựa dẫm vào ai. Đó cũng là điều mà cậu Năm Vũ Linh luôn dạy dỗ Phượng. Hồng Phượng ít khi kể với đồng nghiệp, bạn bè về hoàn cảnh gia đình, về những người thân nổi tiếng của mình. Vậy nên khi Phượng tham gia Sao Nối Ngôi, nhiều bạn bè đã bất ngờ khi biết được thân thế không phải dạng vừa của Hồng Phượng, nhất là khi cậu ruột là một nghệ sĩ cải lương tên tuổi lẫy lừng. Sau cuộc thi Sao Nối Ngôi, cậu Năm cũng chính là người đứng phía sau âm thầm hỗ trợ cho Hồng Phượng. Khi xem cháu gái thi tài ở tập 1 trên truyền hình, nghệ sĩ Vũ Linh gọi điện cho Phượng để nhắc nhở, chỉ dạy những điều Phượng còn làm chưa tốt. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bảo Hồng Phượng phải làm thật tốt để rạng danh gia đình. Khi nào ông thấy Phượng có tiến bộ, vừa ấy thì ông mới xuất hiện để hỗ trợ cháu gái. Hồng Phượng chia sẻ, tôi biết ơn ba người cha của mình nhiều, vì vậy mà tôi luôn tâm niệm bất cứ phần thi nào trong Sao Nối Ngôi cũng sẽ có chút gì đó liên quan đến gia đình. Ngoài việc kể câu chuyện thật của mình ở sân chơi này, tôi cũng sẽ diễn lại làm mấy các vở tuồng từng thành công, lưu dấu tên tuổi của cha mẹ và cậu trên sân khấu.